Xin chào cả nhà đến với kênh Tam Học Vlog của mình nha. Bữa nay mình với thằng cháu với ba vợ mình đi bộ lưới nha cả nhà. Đi kiếm cá, không biết bữa nay có được dính cá bự không, nhưng mà đi thử chén coi có cá bự không để mình review cho cả nhà xem nha cả nhà. Lòng suối anh nằm chỗ nào bà? Xích ra ngoài kia á. Nhưng mà cái lòng suối đó nó phải chạy từ trong kia ra ngoài đó mới đúng rồi. Cái cua theo đây à? Cua bên kia rồi. Cua bên bản nó ngay chỗ cái đầm mà. Thank you.
lưới dính ngắm. Đến nhỏ đây. Cái này là thành quả của ba vợ với tôi với thằng cháu đi bộ nha cả nhà, được một con cá lăng nè, cái dạng bự bự không nha cả nhà. Cái này cái gì, cá bự bự không nha cả nhà, được một con cá lóc nữa nè, đây con cá lăng nữa, thấy ngon không cả nhà, cá thác lát nữa. Rồi.
đi bộ lưới xong thành quả của cha con tôi nha cả nhà. Còn dưới đây nè. Một thao chứ mấy. Đi bán luôn rồi. Em ba ơi, em ba làm gì vậy? Chụp tấm hình nữa. Clip mình tới đây là kết thúc nha cả nhà. Nếu thấy hay thì cho mình xin một nút đăng ký, like, chia sẻ cho mình có nhiều động lực mình làm nhiều clip hay hơn cho cả nhà xem nha. Bye bye cả nhà nha.